Vừa đến Việt Nam, CEO Tim Cook đã hết lời khen ngợi. Sáng ngày 15 tháng 4, CEO Apple Tim Cook đã đến Hà Nội trong chuyến thăm kéo dài dự kiến 2 ngày. Nơi ông sẽ có một lịch trình dày đặc để gặp gỡ những nhà sáng tạo nội dung và phát triển ứng dụng nổi bật trên App Store. Vị lãnh đạo Apple đã đến Việt Nam bằng máy bay riêng và nhận phòng tại một khách sạn 5 sao. Ngay khi vừa đến Hà Nội, Tim Cook đã hào hứng chia sẻ, không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước sôi động và xinh đẹp. Tôi vô cùng hào hứng khi được tới đây kết nối với sinh viên, nhà sáng tạo và khách hàng, hiểu hơn về sự đa dạng trong cách họ sử dụng sản phẩm của chúng tôi để làm nên những điều phi thường. CEO Tim Cook đến Hà Nội bằng máy bay riêng cùng với sự xuất hiện của Tim Cook tại Việt Nam, Apple cũng thông báo tăng cường cam kết với Việt Nam, bao gồm nâng các khoản chi cho nhà cung cấp, tài trợ cho sáng kiến nước sạch tại các trường học địa phương. Công ty cho biết gần đây đã hợp tác với tổ chức nước sạch toàn cầu Gravity Water để lắp đặt hệ thống trữ nước mưa tại các trường học ở Hòa Bình. Dự án sẽ tiếp cận 131 trường học vào cuối tháng này, cung cấp nguồn nước an toàn, ổn định quanh năm cho hơn 42.000 học sinh cũng như giáo viên và gia đình. Trước đó, Apple đã áp dụng sáng kiến Power for Impact giúp đưa năng lượng sạch đến các trường học ở vùng nông thôn Việt Nam, bao gồm hợp tác với Tre Foundation để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại 20 trường học ở vùng nông thôn Việt Nam. Công ty cũng hỗ trợ chương trình giảng dạy cho trẻ em về phát triển bền vững và STEM. Vào tháng 11 năm 2023, trong cuộc gặp với nguyên chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, CEO Tim Cook đánh giá nền kinh tế số của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều hãng điện tử, công nghệ hàng đầu thế giới và Mỹ đã triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam với số lượng ngày càng lớn. Tim Cook cho biết Việt Nam sở hữu đội ngũ kỹ sư, nhân viên công nghệ trình độ cao. Báo cáo cho biết, kể từ năm 2019, Apple đã chi gần 400.000 tỷ đồng thông qua chuỗi cung ứng địa phương và tăng hơn gấp đôi mức chi hàng năm cho Việt Nam trong cùng kỳ. Công ty liên tục giới thiệu các dịch vụ mới như mở Apple Store Online vào tháng 5 năm 2023, dịch vụ thanh toán Apple Pay vào tháng 8, 2023 và triển khai công việc chụp ảnh đường phố Việt Nam để phát triển Apple Map vào tháng 2 năm 2024. Ngoài ra, hãng cũng đang tuyển việc tìm kiếm nhân sự cho nhiệm vụ phát triển trợ lý giọng nói Siri bằng tiếng Việt. Kể từ khi gia nhập Apple vào tháng 3 năm 1998, ông đã đảm nhận các chức vụ phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động toàn cầu và sau đó là phó chủ tịch điều hành Apple. Đến tháng 8 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Apple và nhanh chóng chứng minh tài lãnh đạo của mình khi giúp Apple tăng gấp đôi doanh thu và lợi nhuận từ năm 2011 đến 2020. Dưới thời ông, các sản phẩm như Apple Watch, Vision Pro cùng nhiều dịch vụ được triển khai. Đến năm 2023, Apple trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD.